xin chào mừng tất cả các anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của Tấm Áo Việt Nam. Đây sẽ là một chiếc video mà cực kỳ dễ thương dành cho những anh em nào mà thích màu tím như mình chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là video này sẽ hợp với các chị em nhiều hơn. Và ngày hôm nay bộ sản phẩm mà mình muốn mang đến cho mọi người đó chính là một cái bộ phụ kiện đến từ nhà Basius. Mọi người đã biết đến thương hiệu Basius cũng khá là nhiều rồi đúng không? Thì thật ra là thương hiệu này thì đã có mặt tại Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì họ mới có một cái cửa hàng khá là lớn ở một cái con đường mà rất là tập trung những cái cửa hàng điện thoại này nọ các thứ. Thì nếu mà các anh em có quan tâm thì các anh em có thể tự tìm hiểu nha. Còn ngày hôm nay thì mình mang đến cho các anh em một bộ sản phẩm đến từ Basius. Đây là cái bộ mà mình phải nói là cực kỳ cute luôn. Nó sẽ có tông màu tím bao phủ toàn bộ. Thì thật ra đây không phải là một bộ, nhưng mà mình thích kiếm những cái tông màu, tông xịt tông như vậy á, và để làm video cho các anh em. Và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu video ngay sau đây. Cũng khá là lâu rồi mới có dịp làm những cái video về phụ kiện cho các anh em. Ở đây thì sẵn là đang có những cái bộ phụ kiện. Sao hộp không như vậy? Anh Huy đang lấy mấy cái bộ phụ kiện hả? Chạy em đây. Sơ hở xíu là mình bị chôm những cái món đồ màu tím rất là cute như thế này. Tại vì nó quá dễ thương đó các bạn. Thật ra thì đây là những cái bộ mà không phải là gọi là bộ nữa, mà là những cái món đồ phụ kiện màu tím như mình đã nói từ ban đầu. Thì nó rất là cute luôn. Ở đây thì mình sẽ có một chiếc tai nghe đến thương hiệu Basius với mã là BOWIE WM02. Ở đây thì mình sẽ có một cái bộ cáp chuyển đổi nữa các bạn. Đây có thể tích hợp làm móc khóa nha, rất là cute luôn. Có một cái đít con mèo rất là cute và dễ thương. Có bàn tay của nó nữa nè, xinh xỉu luôn các bạn ơi. Rồi, mình ở đây thì sẽ có thêm một cái pin sạc dự phòng rất là dễ thương và có hiển thị cái màu đen này là phần trăm pin nha các bạn. Có tích hợp dây nữa, chút nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn. Và cuối cùng ở đây thì mình sẽ có một cái bộ dây sạc rất là đẹp. Để nói về từng món thì chắc là mình sẽ lựa chiếc tai nghe để mình nói đầu tiên. Thì ở đây mình sẽ có một cái thiết kế hộp vuông khá là bầu các bạn. Ở bên ngoài á, các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ nhìn thấy được kể cả là cái chiếc tai nghe full, cái chiếc tai nghe của mình, tại vì nó có một cái lớp kính trong. Thật ra là toàn bộ cái thiết kế của chiếc tai nghe này được làm bằng nhựa, cho nên là nó rất là gọn nhẹ luôn. Loại nhựa là loại ABS chịu nhiệt cao, có tính bền cũng khá là ok nha các bạn. Ở bên trong thiết kế của cái tai nghe này thì mình sẽ có theo dạng là có đệm mút tai. Và hãng cũng cho mình một cái, không phải là một mà là hai. Hai cái kích thước tai nghe khác nhau nữa đến từ bên trong của cái hộp của mình luôn. Và bên trong hộp này thì sẽ có thêm một cái dây sạc cho các bạn nữa. Thì cái chiếc tai nghe này có thiết kế vô cùng nhỏ gọn theo dạng hạt đậu. Và nó sẽ có một cái đèn LED hình tròn ở bên ngoài. Và nó sẽ hiển thị được cái chiếc tai nghe nó còn pin hay không, có thể kết nối hay không hả các bạn ha. Và chiếc tai nghe này mình rất là thích luôn. Trọng lượng của chiếc tai nghe này chỉ vỏn vẹn là 33g mà thôi. Nói về khoảng cách kết nối của chiếc tai nghe này thì là 10m. Là tức nghĩa các bạn chỉ cần đeo tai nghe cách xa điện thoại khoảng 10m thì nó vẫn có thể kết nối bình thường nha. Thời lượng mà chiếc tai nghe này mang đến khá là ổn. Nó sẽ có tầm 5 tiếng nghe nhạc liên tục hoặc là chơi game. Bên cạnh đó thì chi tiết về phần thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ có là 40mAh cho một chiếc tai nghe. Và dung lượng cho cả SK sẽ là 300mAh. Và chiếc WM02 này sẽ lấy nguồn điện qua cổng tai C ở phía sau của sản phẩm của mình ha. Thiết kế thì nó là thiết kế tổng quan dạng nhám rất là đẹp và cute luôn. Màu tím của nó sẽ là không phải là cái màu tím quá bị sến, mà nó sẽ là cái màu khoai môn cực kỳ dễ thương. Vì là chiếc tai nghe thuộc phân khúc bình dân cho nên là mức giá của nó sẽ dao động từ 300 đến 500k. Thì theo mình đánh giá thì tầm giá này, chiếc tai nghe này thì nó mang đến chất lượng cũng khá là ổn. Nói chung là các bạn học sinh sinh viên khi mà các bạn thích những cái sự trẻ trung, thích một cái sự cute thì các bạn có thể là mua về và sử dụng. Rồi, cái món thứ hai mà Ngọc quyết định là sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay đó chính là cái pin sạc dự phòng 20W này. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được là cái công suất mang đến của chiếc pin sạc dự phòng này sẽ là công suất đầu ra 20W. Và cái cổng sạc được tích hợp sẵn trên chiếc pin sạc dự phòng này sẽ là cái cổng sạc Lightning dành cho iPhone. Và khi mà các bạn không sử dụng thì các bạn có thể là rút cái dây của mình lại để sử dụng giống như là một cái móc khóa vậy đó các bạn. Ở đây thì mình sẽ có cái mặt đèn LED hiển thị bên ngoài. Nhìn nó kiểu cute mà giống như kiểu thiết kế người ngoài hành tinh đó các bạn ơi. Cực kỳ dễ thương đúng không nào. Cái màu đen này làm cho mình cảm tưởng giống như là một cái tinh linh nào đó. Rồi,
Thì ở đây thì mình sẽ được hiển thị là cái phần châm pin của cái pin sạc dự phòng. Ở bên trên thì mình sẽ có là một cái cổng đầu ra USB, một cái cổng Type-C đầu ra và một cái cổng đầu vào USB-C luôn các bạn nha. Rồi, ở bên cạnh hông thì mình sẽ có một cái nút nguồn dành cho sản phẩm. Tổng quan thiết kế thì nó cũng khá là giống chiếc tai nghe của mình. Thì nó sẽ thiết kế dạng nhám và cầm thì nó gọn nhẹ trong lòng bàn tay như thế này. Đó, cực kỳ cute luôn. Và cái pin sạc dự phòng này thì nó sẽ có dung lượng là 10.000 mAh. Nhìn chung thì mình thấy là cái trọng lượng của cái sản phẩm này rất là nhẹ luôn. Đó, và nó cực kỳ cute, tiện dụng. Nói chung là mình đi đâu mình cũng có thể sử dụng được, kể cả là khi mà mình sử dụng điện thoại iPhone hay là Android hay là bất kỳ một cái thiết bị phụ kiện như là loa hay là tai nghe thì vẫn có thể là sử dụng cái pin sạc dự phòng của mình luôn. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay đó chính là dây sạc. Một chiếc dây sạc rất là dễ thương luôn các bạn ha. Thì khi mà không sử dụng thì đây là cái phần thiết kế của sản phẩm. Chúng ta sẽ có dạng hình tròn như thế này và sẽ có 3 cái đầu. Các bạn có thể nhìn thấy ha, ba đầu này thì chúng ta sẽ có một cái cổng là micro USB, một cổng Type-C, một cổng Lightning. Như vậy là đủ ba cái chuẩn sạc của mình luôn ha. Rồi khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ kéo ra. Kéo lần đầu tiên thì nó sẽ ra cái kích thước full của sản phẩm luôn nha. Thì cái tổng chiều dài của cái sợi dây sạc này sẽ là 1m1. Khi bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ kéo thêm một lần nữa thì nó sẽ thu về. Và tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn thì các bạn sẽ kéo chiều dài cho nó phù hợp nha. Trong tổng thể thì mình thấy là cái trọng lượng của dây sạc này thì nó cũng khá là nhẹ thôi, là 66g ha. Và mình sẽ có cái mức giá bán đâu đó khoảng tầm 200k cho cái dây sạc này. Ở bên ngoài thì mình cực kỳ ấn tượng đối với lại cái viền màu hồng làm điểm nhấn cho sản phẩm. Thì thật ra là nếu như mà để đồng bộ toàn bộ thì mình thấy là nó sẽ có màu tím nha các bạn. Nhưng mà nó có cái điểm nhấn màu hồng này mình thấy nó cực kỳ cute luôn. Mình thì thật sự là nếu mà tìm nguyên cái dây sạc màu hồng thì nó sẽ hơi bị sến đúng không? Nhưng mà cái màu tím này mà pha với màu hồng thì mình cảm thấy nó cực kỳ hiện đại luôn á. Về sức mạnh của chiếc dây sạc này, để dùng từ sức mạnh thì nó hơi gọi là kỳ một xíu đúng không các bạn. Thì thật ra là cái dây sạc này thì nó có thể truyền tải cái dòng điện lên tới là 3,5A. Về cái tốc độ truyền dữ liệu của cái dây sạc này thì nó sẽ là 480 MB trên cổng IP. Và hồi nãy thì mình có quên nhắc đến cái cổng đầu vào của sản phẩm, thì nó sẽ là sử dụng cái cổng là USB-A. Và cuối cùng thì mình sẽ đến một cái sản phẩm mà mình siêu ân trong cái bộ này, đó chính là cái bộ móc khóa. Thì thật ra là nó sẽ được tích hợp trong này sẽ là một cái dây cáp nha các bạn nha. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái cổng, ở đây thì lấy ra rất là tiện lợi luôn. Các bạn sẽ có một cái cổng là USB-A và một cổng micro USB. Khi mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn có thể là bỏ vào đây. Và cái thân dây sạc nha, thì nó sẽ là cái thân dây bằng vải, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nó sẽ có trang trí những cái đốm vệt giống như là cái tay mèo vậy đó mọi người. Đó. Và nó sẽ có tích hợp luôn cả dây thước đo cho các bạn nè. Ở đây thì mình sẽ có một cái dây thước khoảng tầm là 22 cm. Ở bên hông á, thì mình sẽ có thể lấy ra một cái cổng chuyển đổi Type-C nè. Đó, cổng chuyển đổi Type-C. Thì các bạn đầu vào thì mình có thể là chuyển từ cổng micro sang cổng Type-C. Và thêm một cái cổng nữa là từ micro sang Lightning. Và mình thấy sử dụng cái dây này cực kỳ tiện luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ rút cái dây này ra lại nè và gắn vào trong cái cổng chuyển đổi của mình. Thật ra là các bạn có thể sử dụng tích hợp như vậy luôn nha, rất là tiện. Hoặc là sử dụng cái cổng Type-C này cũng được nè, và gắn vào trong máy và thiết bị điện thoại của mình là được. Phải nói là mình siêu ân với bộ sản phẩm lần này đến từ nhà Bassus để mà tìm kiếm một cái sản phẩm chuyên về phụ kiện mà nó phải cute dễ thương này nọ các thứ, thì trên thị trường không có quá nhiều sản phẩm chất lượng hả các bạn ha. Nhưng mà theo như các bạn đã biết thì Bassus sẽ là một cái hãng rất là chất lượng, mang đến một cái chất lượng rất là ổn rồi. Và bên cạnh đó thì cái bộ sản phẩm lần này á, nó nhìn rất là cute luôn hả các bạn ha. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có trên thị trường thêm nhiều cái sản phẩm mà nó có thiết kế dễ thương và baby như thế này đó, để cho chúng ta có thể sử dụng ha. Và hy vọng là chiếc video này sẽ là một trong những chiếc video offer cho các bạn về những cái sản phẩm thuần công nghệ nhưng mà nó vẫn có được những cái thiết kế mà nó phổ thông và formal hơn một xíu. Nếu như các bạn thích những video có nội dung tương tự như vậy thì các bạn có thể là nhấn like cho kênh của mình và đừng quên nhấn subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.